bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ Thanh Khang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Yeah.
có mặt đông đủ của toàn thể quý vị quan khách khách quý, trên quốc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam thanh, nữ tú, quan viên của hai họ, ba bể bốn bên, chú rể và cô dâu, dành những tình cảm đặc biệt quý báu mặc dù trời mưa, nhưng quý vị đã cùng hiện diện trở về tham dự cũng như chúc mừng cho đôi tân nương tân ương ngày vui hạnh phúc. Đại lễ phu quy, cô dâu hoàng nội sánh duyên cùng chú rể Trung Kiêu và sự hiện diện của hai bác đại diện chính thức cho hai bên gia đình chính thức sẽ ra mắt toàn thể quý vị tại hôn trường ngày hôm nay. Vậy trong giây phút hạnh phúc nhất, đẹp nhất trong ngày vui hạnh phúc của chú rể và cô dâu, cho phép kỷ duyên xin được thay mặt cho những người làm chương trình đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Quang Nuôi xin được thay mặt cho gia đình và chú rể cô dâu xin được trân trọng tuyên bố chương trình lễ phu quy sánh duyên chú rể Trung Kiêu và cô dâu hoàng nội xin phép được bắt đầu. Một trận hàng hôm nay thật lớn của quý vị ạ, để chúc mừng ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng quan viên hai họ. Tôi xin được giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Nghị, bác ruột của cháu Kiêu. Năm nay tôi 76 tuổi. Kính thưa toàn thể hội hôn, hôm nay ngày lành tháng tốt. Cách đây ít phút, gia đình chúng tôi đã có cây chầu xin dâu và đã được họ nhà gái chấp thuận và cho phép. Hai cháu đã tắp mừng gia tiên trước khi lên xe hoa về nhà chồng. Thay mặt cho họ nhà trai, trước hết tôi xin gửi tới các quý vị cùng toàn thể quan viên hai họ lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe sâu sắc nhất. Kính thưa toàn thể hội hôn, hai cháu xây dựng hạnh phúc với nhau được sự vun đắp chăm lo của hai gia đình hai họ, bạn bè, cô dì, chú bác hai bên. Thay mặt cho vợ chồng ông Khiêm, bà Tươi là bố mẹ đẻ của cháu Kiêu, tôi xin kính gửi cháu Kiêu về làm con rể của ông bà Vui và làm cháu rể của các ông, các bà, quan viên, họ nhà gái, hoàng tộc tại thành phố Chí Linh. Và chúng tôi xin nhận đón nhận cháu Lụ về làm con dâu của ông Khiêm, bà Tươi và là cháu dâu của Nguyễn Tộc chúng tôi tại phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương. Xin trân trọng tất cả tuổi hơn. Trước khi ngày này, tôi xin gửi tất cả các quý vị một lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe luôn luôn hạnh phúc. Gửi lời chào trân trọng nhất đến phái đoàn họ nhà trai đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trước sự có mặt đầy đủ của các cụ, các ông, bà, cô dì, chú bác, nội ngoại bốn bên, tôi xin đại diện cho họ nhà gái xin có lấy mấy lời phát biểu như sau. Kính thưa quý vị khách quý, chúng ta đang được chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất. Chú rể và cô dâu đang trao cho nhau kỷ vật của tình yêu. Kính thưa quý vị, chiếc nhẫn là biểu tượng của tình yêu, chiếc nhẫn là biểu tượng của niềm hạnh phúc trong ngày kết hôn vô cùng trọng đại này. Sau khi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay sắt út, nơi mạch máu trái tim của cặp uyên ương luôn luôn chảy xiết, thì kể từ giờ phút này, kể từ ngày hôm nay, hai bạn sẽ chọn kiếp bên nhau. Và còn chờ gì nữa, quý vị anh chị cùng tất cả các bạn, chúng ta cùng dành cho chú rể và cô dâu, cùng dành cho hai bên gia đình một tràng tay thật lớn, thật dài, thật lâu nhờ. Kính thưa quý vị khách quý, trân trọng và kính mến, chắc hẳn là rất nhiều quý vị đang có mặt trong khán phòng cưới của Tư Gia. Gia đình họ nhà trai ngày hôm nay sẽ luôn luôn thắc mắc, luôn luôn tự hỏi tại sao trong ngày lễ thành hôn lại có nghi lễ cắt bánh cưới và khui rượu sâm banh, có phải không ạ? Kính thưa quý vị khách quý, Quang Ngọc xin phép được bật mí một chút. Rượu sâm banh thể hiện cho tình yêu của hai bạn Trung Kiêu và Hoàng Nụ sẽ trăm năm hạnh phúc và trọn đời thủy chung. Còn bánh cưới, nhất là khi chúng ta được chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất, chú rể và cô dâu lâng chiếc dao nhỏ. Vâng ạ, chú rể mở đại sắt ạ. Vâng, sắc tư bánh đất ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng cúng lời cô dâu sẽ đỡ tay vào ạ. Kính thưa quý vị khách quý, chúng ta đang được chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất. Chú rể và cô dâu đang tay trong tay lốc trở những dòng rượu sâm banh thật ngọt ngào nhân ngày cưới. Kính thưa quý vị, những dòng rượu đang chảy được ví như nước và mật ngọt. Nước sẽ tưới cho tình yêu được tươi thắm, còn mật ngọt sẽ tô điểm cho cuộc sống bây giờ và mãi mãi mai sau ạ. Vâng ạ, chú rể cứ rót ra chai thứ hai đi ạ. Chai thứ hai thì xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ rót ra xuống 4 chiếc ly. Có chiếc lơ màu đỏ mà ban tổ chức của chúng tôi đã chuẩn bị phía dưới bàn ạ.
được trân trọng kính mời chú rể của cô dâu sẽ rót chai sâm banh thứ hai đi ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời chú rể của cô dâu sẽ rót hết chai sâm banh thứ hai đi ạ. Như thế thì tình yêu của hai bạn sẽ trọn vẹn hơn ạ. Vâng ạ, quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn lên cho chú rể của cô dâu được không ạ? Vâng ạ. Đối tiếp chương trình thì xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ dâng rượu lên hai vị trưởng đoàn. Xin được trân trọng kính mời chú rể Trung Kiêu sẽ dâng rượu lên bác trưởng đoàn nhà gái và cô dâu Hoàng Lộ sẽ dâng rượu lên bác trưởng đoàn nhà trai ạ. Vâng ạ, kính thưa quý vị khách quý và quan sẽ làm cầu nối. Chúng ta sẽ hô thật to 1, 2, 3, 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc được không ạ? 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc, xin mời. Lỡ của dâu sẽ đang tay nhau uống đi rượu sao bôi thật quảng cáo lên ngày cưới đi ạ. Vâng ạ, hai bạn đã tiến ra phía trung tâm của sân khấu ạ. Vâng ạ. Những khoảnh khắc thật tuyệt vời ạ. Vâng, cô dâu đừng nhìn tôi, cô dâu nhìn vào chú giả kia. Xin được cảm ơn hai vị trưởng đoàn rất nhiều ạ. Dạ vâng ạ. Kính thưa quý vị khách quý, và lúc này thì xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng ánh nhìn và đưa dòng cảm xúc của mình về phía cánh trái của sân khấu. Và xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ cùng di chuyển đến cánh trái của sân khấu. Lần lượt chiếc dao nhỏ xinh xắn phía sau. Năm 2023 là một ngày thật đẹp, một tháng thật lành. Hai bên gia đình đã chính thức kết thành thông gia. Và chờ bao năm tháng mỏi mòn, hôm nay thì đã chính thức không còn mộng mơ. Vâng, tầng ánh thứ hai có chữ Trung Kiêu và Hoàng Đô. Thay lời cảm ơn, chú rể và cô dâu muốn cảm ơn tới toàn thể quý vị, anh chị cùng tất cả các bạn. Chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi, bất chút thời gian vàng ngọc công việc riêng chung của mình để trở về đây chung vui ngày phúc cùng với cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị, tầng bánh thứ ba có chữ lễ thành hôn. Thay lời muốn nói, thay lời cảm ơn, chú rể và cô dâu muốn cảm ơn tới những người làm cha làm mẹ đã nuôi dạy các con khôn lớn, đưa các con trở về với vũ đài của tình yêu ạ. Cô dâu đặt tay lên bờ vai của chú rể đi ạ, nơi em sẽ lương tựa cả cuộc đời mình vào. Chú rể Trung Kiêu đặt tay vào eo của cô dâu không eo. Vâng ạ, tôi sẽ dành cho hai bạn 3 giây đếm ngược. 3, 2, 1, xin mời. Chưa được, em đọc tên được chưa? Chưa được. Ý thưa quý vị, người ta thường nói rằng là có đi có lại thì mới toại đọc nhau đúng không? Chú rể vừa rồi là đã chủ động hôn cô dâu rồi ạ. Bây giờ cô dâu sẽ chủ động hôn lại chú rể đi ạ. Lúc này thì chú rể Trung Kiêu của chúng ta chỉ việc đứng im, mắt im dim, tim giật giật và đợi chờ niềm hạnh phúc của mình và tôi ạ. 1, 2, 3, xin mời. Kính thưa quý vị khách quý, và trong ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay thì bố mẹ của chú rể Trung Kiêu cũng có món quà nhỏ tặng cho hai con của mình. Xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ trở đến phía trung tâm của sân khấu để tặng món quà nhỏ cho hai con của mình ạ. Xin được trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể Trung Kiêu. Xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ di chuyển đến phía trung tâm của sân khấu ạ. Vâng, kính thưa quý vị khách quý, và thật đúng là ngày vui thì pháo nổ vang trời. Mẹ tặng hai đứa một lời vàng son, rằng dâu hiền rể thảo nghe con, có công cha mẹ sớm nom tối kề. Chút quà nhỏ tấm lòng son, mẹ tặng là để nuôi con sau này, nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy khôn được. Vâng ạ. Cho cháu nhỏ lên bế chụp ảnh luôn được, không vấn đề gì ạ. Vâng
Rồi cả nhà mình sẽ cười thật tươi và nhìn vào phía ống kính của em Lộc ạ.